Đây, đồ ăn tèm với củng với cù lao ăn chung với bún bánh hình. Sáng đi đi qua mà ông ngoại nắm dỗ ông nội cả nhà, xong rồi cũng cho một miếng thịt về ăn mời cả nhà dùng gia đình với em. À mời cả nhà vô dùng cơm với ai chồng em. Bữa vừa có trước được không? Em mời trước đi. Cô mời coi. Đúng rồi. Ai đúng vậy? Hỏi anh ngoại anh dỗ rồi hả? Em mới cái chạy cái bóng rồi. Cảm ơn. Cảm ơn. Nó không có mặn. Nó không có mặn. Mình xả nhiều lúc á. Cái này cái gì nè? Này là da heo khô. Ờ, cho ăn thử đi. Nắm nghe rồi. Gì? Da heo khô. Xiêm, xiêm. Xiêm. Làm xiêm dữ lắm rồi đó. Trời, con táo hả? Còn cháu nhiều. Còn cháu nhiều. Còn cháu nhiều. Không biết. Nãy nãy gì con? Nãy gì con? Da heo khô. Da heo khô. Quá là ngon. Chắc cũng nói bự bự không nè. Thành dịch ăn, thành dịch nấu với anh. Thịt có không? Thịt mình làm thịt ầm như thế này. Dạ, con. Để em đi. Có bún rồi nữa không? Muốn không bún? Con, với mẹ. Nhưng mà vậy thì nó ăn cũng như mà không kiểu mà nó hơi ngát. Nó vậy nha. Mà mình thở thì nó ngọt. Bỏ gì nữa không? Rồi lấy bánh ăn đi, ăn bánh trước nha. Trước nhà không? Ăn bánh nào? Trước nha. Mày con lấy gì vậy? Con lựa đi. Con nhỏ này. Con không trắng không? Lấy chim. Có gì ngựa có cái gì hiệu khô nó tệ tệ nè 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 cái gì cái gì thôi không có một số cái gì bà bữa nè tôi rét buồn có bữa có nó mình bất tại những gì đâu con thấy mình rồi mình thử rồi con rồi to tốt quen thôi à. Được rồi.
Đi múc đi. Để lâu không được, lại có dừa. Có dừa à? Ừ. Không có đấy.
Bánh đây. Bánh đây. Về. Thế. Nào bánh đây. Mới ăn rồi á. Ba. Rồi sao? Rồi nha chưa? Rồi. Rồi. Đợi mẹ nữa. Bye. Bye. Này cho nhưng mà không nói gì luôn nhỉ. Ăn nguyên gia đình đừng có thúc nó nhỉ. Cái già có thương như chồng em cho em một cái chia sẻ một cái lên cái like này bả bye cả nhà, hẹn nhà clip tiếp theo. Bye. Đâu bye bye.